công nghiệp phát triển. Kể cả những cái thực phẩm chức năng. Kể cả những cái hoạt hỏi so và trước nó tốt. Là những thực phẩm chức năng. Mỹ phẩm tốt. Tí nha, anh đi xe đạp nhé. Tầm cứ khoảng chắc hơn chục triệu là được đi. Sáng nay được sau Tết cứ hạ đường cứ bình tĩnh chọn con nào nó cũng như về đạp thì nó quẩy ra đạp xe Nhật nữa đó. Chú lành lắm. Thôi em xin cảm ơn em nhé. Thì đó là chú thích một cái kiểu như thế. Cái pin. Cái pin là cái mà nó cứ chạy tự động tự động đấy, nó không vào khe kẽ được. Chị là chị thích kiểu pin robot đấy. Em ở bên đây em cũng tiếp xúc nhiều cái đấy. Em cũng định mua một cái về. Nhưng tại nhà em như này em khó lắm. Nó phải nhà rộng mà không có đồ nữa. Không, nó không có đồ nó chạy mà. Cái này đang phải đó. Không, bây giờ nếu mà 6 triệu nếu mà thích mua một cái đấy. Đấy, đúng không? Cái này phải nhiều tầng, nhiều thang rồi chứ. Cái này anh có thể dùng. Tiếp với anh cảm ơn nhé. Vâng. Cảm ơn chị. Quay có chụp ảnh gì cho anh quay luôn. Có em quay cái đoạn. Anh nhận hàng về anh quay luôn xong rồi. Quay cái đoạn vlog này mà. Ừ. mấy khi anh chị đến đây. Ừ, quay đi. Có quay chưa? Có cần nói chưa? Đây em đang quay rồi. Quay em làm cái đoạn để mọi người biết đến này. Ừ. Rồi. Đây là anh Giang ở Hải Dương anh ấy, hai anh chị là cất công đi từ Hải Dương đến chỗ em Vũ Tiệp vlog đây các anh. Mua cái máy hút bụi của chú đây. Vâng. Mai đi ra ban đây. Vâng. Đấy, rất tin tưởng quý chú, thấy chú hiền lành. Vâng. Vâng. Ừ, đấy. Thế cảm ơn anh chị ạ. Chị không có gì. Vâng. Khi nào có điều kiện tìm cho anh xe đạp thì lại điện cho anh. Vâng. Nhá. Vâng. Ừ. Vâng, chào bác. Làng xóm. Vâng. Chào bác nhé. Đây làng xóm của em đây này anh ơi. À. Làng xóm. Vui lắm, về đây là vui rồi. Vâng. Đây là huyện An Dương. An Dương, xã Hồng Thái. Đây anh đi dạo ra đây tí. Đóng ô tô. Đây trước hai vợ chồng em ở đây. À. Trước hai vợ chồng em ở đây. Ừ, xong mới mua bên này. Tức là chú đi làm nhiều. Trước hai vợ chồng là ở bên này là cái ruộng, trước là cái ruộng nhưng mà đem ấy. Kiểu đất trong ông bà chật ấy. Ừ. Thì ra đây hai vợ chồng ở đây phải đến gần chục năm ở đây. Đây hả? Vâng. Bây giờ vẫn còn thế bên kia. Vâng, chỗ này người cho thuê rồi. À. Cho thuê. Bên đây là mua hay là thuê? Đất của ông bà để cho em. Ừ, thế được rồi, thế sang đấy ở được, còn đây thì tính sau. Vâng. Thế bên này người khác à? Bên này ruộng người khác. Ừ. Trồng bông cũng vậy. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Ở đây vẫn xây, em xây nhà trọ ăn cho thuê thôi. Vâng. Đây, quay đầu đây. À đây. Cảm ơn em nhé. Vâng. Không quay đầu nữa. Có số điện rồi, lúc nào mà gì lên thì cứ alo cho anh. Vâng. Cảm ơn nhé, chị về đây. Vâng, em cảm ơn chị. Vâng. Hai bà làm gì ở đấy? Máy gạo à? Em về bây giờ. Cháu em về từ 20 ngày rồi, cách 20 ngày nhưng mà phải cách ly. Đấy. Cách ly 20 ngày. Bao giờ này đi nước? Về hẳn rồi. Vâng. Về được thế thôi, nhà về nó con lạnh rồi. Vâng. Về gần vợ gần. Vâng. Thấy làng xóm nhà em có đông không? Toàn đây các ông các bà là hay ngồi ở ngõ nhà em ấy mọi người. Vừa hôm qua có hai anh chị anh ở Hải Dương, anh cũng theo dõi cái kênh của em cũng lâu ấy mọi người. Anh thấy em có cái máy hút bụi đang lên để bán ấy. Nên là hai anh chị anh cũng điện cho em bảo là em định gửi cái này về cho anh ấy, nhưng mà anh thích đi xuống đây đi chơi. Đến thăm em xong rồi là để lấy mua một cái máy hút bụi và đi mấy chục cây số ấy mọi người. Thực sự rất là cảm ơn cái tình cảm anh chị dành cho em nha. Hôm nay em cũng quay lại cái video như vậy. Nếu mà ai yêu quý em thì ủng hộ cho kênh của em nha. Kênh phát triển em lấy cái tiền em đi làm một vài cái công ích ở cái quanh cái xóm này mọi người. Thì
Thôi em xin dừng video đây nha mọi người nha. Hẹn mọi người ở các video sau nha. Bye bye. Nếu mà ai yêu quý em mà chạy qua Hải Phòng thì rẽ qua nhà em chơi nhá. Uống nước trà và nghe nhạc mọi người. Đây hôm nay thì tiện có hai anh chị đến mua cái máy hút bụi ấy, thì mình cũng có nhiều người gửi em mua máy hút bụi này rồi, thì em cũng tranh thủ em làm cái video để review rồi hướng dẫn mọi người là lắp ghép mới lại sử dụng cái này. Mọi người xem em một chút nha. Cái máy này là có mấy cái bộ phận được tháo rời ra ấy mọi người. Bây giờ mình sẽ lắp ghép lại cho mọi người nha. Đây là một cái bàn hút này. Mình sẽ lắp ở đây này. Sau đó tiếp đến là lấy cái phần này này. Đây là cái máy hút chính thức đây này. Còn đây là một cái cần tay cầm ở bên trên đấy mọi người, cũng kết nối với một công tắc để cắm xuống. Còn cái này là cái để thay để mình hút ở những cái chỗ nó khe khe, nó khó khó đấy mọi người, khe cửa sổ với cái khe tường ấy. Bác biết rồi, cái này không được gì. Đây hút ở sàn nhà thì mình lắp cái này vào, cái máy này cũng khá là khỏe đấy mọi người, gọn nhẹ. Ở trong cái bầu lọc này là một cái màng vải, mình vải nhựa đây, mình thỉnh thoảng mình bỏ ra mình vệ sinh nhé mọi người. Thỉnh thoảng mình bỏ ra mình vệ sinh thì gió nó thổi ra thì nó sẽ khỏe, máy nó khỏe hơn. Đổ rác thì ở cái đầu ấy nó có một cái lẫy, mọi người ấn vào cái lẫy tự cái mồm ở bên dưới nó há ra đấy mọi người. Còn hút ở những cái khe kẽ thì mình cho cái đầu này vào.